Yeah. Bé đầu. Hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker ha. Thì bây giờ mình không giỡn nữa, mình trả lại xe đạp đây. Bên đầu. Rồi, trả xe đạp. Ây da. Rồi. Anh em, khi mình xem cái clip này á thì mấy anh em mình nhấc máy alo mình liền đi. Tại vì đây là hai con xe rất là can, giá rất là ok. Như con xe đây nè, chủ xe chưa rô đai xong luôn, nhờ Minh rô đai mới có 741 cây thôi, 741 cây số đó. Mới lúc mua là 78 triệu, biển số Tiền Giang nha anh em. Anh em ở Tiền Giang mua thì đỡ tốn tiền ra biển số nha. Biển số Tiền Giang lúc mới mua 78 triệu, bây giờ bán chỉ có nhiêu ta, quên rồi à, bán chỉ có 58 triệu thôi. 58 triệu, tiết kiệm rất là nhiều nha anh em. 58 triệu cho một con xe mới chưa rô đai xong, 741 cây. Anh em đi đủ 1000 cây rồi thay nhớt mới luôn. Đấy, đây. Còn đây R15 V3 cũng chỉ có 57 triệu. Là chủ xe này á, là đi Singapore nên nhờ mình phải bán gấp. Biển số xe là thành phố Hồ Chí Minh. Rồi à, bây giờ ngắm xe trước đi rồi tính tiếp. Hôm nay trời hơi nóng thì mình mới dành hai con này ra, nó đẹp quá nên phải lấy ra quay clip cho anh em xem. Còn mấy cái xe khác là mình đăng trên Zalo riêng của mình đó, là mấy anh em đã mua hết rồi, rất là nhiều. Thì bây giờ mình sẽ qua cái lịch sử con xe này trước ha. Tại sao chủ xe lại bán ha? Thì chủ xe mua xe mới xong có qua mập, sao tắt khóa hoài mập, tao mở lên tao để đó chứ. Đó, odo chuẩn luôn, anh em mua về chỉ bốc tem thôi. Đó, 741 km, mới đi 741 km thôi là mới rô đai, chưa rô đai đó. Theo Minh á, như Minh á, 1000 cây là Minh mới rô đai xong, 1000 cây Minh đổ nhất mới vô đi. Còn những anh em khác thì rô đai kỹ hơn, thì có người rô đai 500 cây, có người rô đai 1500 thì do thôi, do mỗi người mình kỹ thôi. Thì con xe này là chủ xe có việc là phải đi Hà Nội sao đó, mình quên rồi, phải đi Hà Nội cho nên bây giờ không có chơi được nữa, cho nên giờ phải nhờ Minh để bán nhượng lại cho những anh em đam mê. Chỉ có 58 triệu thôi một con xe mới luôn, chưa bóc tem toàn bộ luôn đó. Anh em quay cho anh em ngắm nè, thì con này không có gì phải nói nữa hết rồi tại nó quá đẹp. Quay cho coi mấy con ốc ấy nè, ốc hãng còn nè. Xe này á, là đăng ký ngày 15 tháng 6 năm 2020, anh em nhớ nha, mua ngày 15 tháng 6 2020, ngày hôm nay đăng clip là tháng 7 đúng không? Ừ, là xe này mua được 1 tháng nhưng mà rất là ít đi, là bỏ qua Minh nhờ Minh rô đai giùm, nhưng mà giờ anh có việc luôn, à việc gấp cho nên là phải bán. Biển số xe Tiền Giang, nếu như anh em nào ở Tiền Giang thì mua đỡ tốn tiền nha, 63B477305 đó. Biển số xe Tiền Giang, xe mới luôn, 700 cây không có gì đó nói hết, máy móc rất là ok.
chìa khóa nè, chìa khóa dự phòng nè, rồi mã vạch, rồi bảo hiểm, rồi đầy đủ hết. Qua bên mình đầy đủ hết luôn á anh em. Nói chung không có gì để coi nữa luôn. Qua đây. Rồi, giờ xong con sâu rồi đó. Quá đẹp rồi. Quay qua coi dĩ thắng nè. Xe 2020 anh em, mới mua vừa rồi, mới mua 1 tháng luôn á. Đó. Coi vỏ nè. Vỏ còn luôn chỉ xanh, chỉ đỏ, nói chung mới đâu có gì để kiểm tra đâu. Nè, chỉ đỏ, chỉ xanh là còn y nguyên luôn nè. Đâu có đi bao nhiêu đâu. Gai thì còn không thiếu cây gai nào luôn á. Rất là đẹp nè. Quay ở trong cho anh em coi nè, két nước nè, chưa có bao giờ mà đi xa gì luôn. Két nước là không có một cái dấu nào gọi là gạch bắn vô. Thì nói chung là mới keng. Nói chung là anh em mua xe này là đập thùng thôi. Mua xe này là đập thùng. Rồi, khỏi nói ha. Chỉ có 50 mấy triệu mà được con xe đập thùng mà anh em còn chờ nữa. Đầy đủ luôn. Rồi, cái này là dành tặng riêng cho anh em xem kênh. Rồi, một chiếc. Rồi, qua tới chiếc này. Chủ xe rất là đẹp trai luôn. Anh chủ xe rất là đẹp trai cỡ mình á. Thì ảnh đi Singapore, ảnh công tác ở Singapore. Thì mới nhờ mình là ấy con xe, bán xe lại giùm. Em đưa cái sổ bảo hành nè. Con này odo 10k. Cái sổ bảo hành của anh gửi cho mình nè. Anh mua của Yamaha. Đây sổ bảo hành nè. Bỏ lâu lắm rồi. Đây nè, anh em nè. Có sổ bảo hành nè, trong đây nó ghi nè 3 năm hoặc là 30.000 km nè. 3 năm hoặc 30.000 km sổ bảo hành nè. Thì con này mới đi có 10.000 cây thôi anh em. 10.000 cây, rất là mới. Quay vỏ cho anh em xem. Thì ảnh kêu mình bán là 57 triệu. Giá quá tốt luôn anh em. 57 triệu cho con xe R15V3 keng như thế này. Con này là mình đã thay nhớt rồi. Thay một bình nhớt xịn cho anh em rồi nha. Bình nhớt 300 mấy á, thay cho anh em rồi. Đó. Rồi anh em về chỉ đi thôi, không có gì hết. Rất là ngon. Sổ bảo hành nè. Như mình biết á, là Yamaha R15V3 này á, mình mua chính hãng mới có sổ bảo hành, còn mua tư nhân là không có. Đúng không? Đúng mập. Gật đầu, biết cái gì đâu. Thấy nói kêu đúng đúng không đại. Đó. Hai con xe này mình không biết nói gì luôn anh em. Tại vì không biết nói gì. Nhất là cái con này nè. Thì xe mới hãng sao để nó trang vậy á. Chỉ có dắt xe ra thì nó hơi xước ngay chỗ này xíu thôi. Thì dắt ra dắt vô nó xước một xíu thôi, không có gì hết. Anh lên cái bao tay cho êm nè. Nè coi nè, dấu ốc nè. Dấu ốc mọi thứ. Anh có dán bình xăng thôi à. Nói chung mới lên được như đây à, không có được gì hết. Còn cái này anh về bóc tem nè anh em. Bóc tem nè, chưa bóc tem luôn nè, thấy không? Em về bóc tem em anh em đập thùng luôn. Đặc biệt anh em ở Tiền Giang mà mua con này về y như mới. Không có tốn tiền bản số. Rồi, mình nói thêm cái này nữa. Cái con này là biển số thành phố Hồ Chí Minh nha. Là anh em ở thành phố Hồ Chí Minh thì anh em mua con này thì nó sang tên, không có tốn tiền nhiều. Còn anh em ở tỉnh mua cũng không tốn tiền nhiều. Nhưng cái con biển số Tiền Giang này nó ở tỉnh, mà anh em ở thành phố Hồ Chí Minh anh em mua thì anh em về nó sẽ tốn phí ra đóng thuế và ra biển số. Biển số là 4 triệu rồi. Phí đóng thuế là 2 triệu rưỡi, đó là 6 triệu rưỡi. Cho nên những anh em thành phố Hồ Chí Minh mua con này là phải suy nghĩ lại. Tại vì mình sẽ tốn một số tiền để ra biển số. Còn những anh em ở huyện, ở tỉnh thì mua ít tốn tiền hơn nha. Anh em lưu ý điều đó nha. Tại vì có một anh em ở bên mình chưa có biết, đã mua một chiếc xe, đó là CBR150R. Mua với giá chỉ có 60 triệu thôi. Nhưng mà ảnh mua trúng chiếc xe tỉnh đi, thì ảnh về ảnh ra biển số thành 67 triệu. Ghê không? Mua biển số 7 triệu. Có nghĩa là một khi á, em mua xe tỉnh mà về thành phố Hồ Chí Minh á, biển số thành phố Hồ Chí Minh mắc lắm. Em lấy một cái biển số thôi là đã 4 triệu rồi, còn chưa tính tiền thuế. Còn khi mà xe thành phố Hồ Chí Minh mà đem về tỉnh, đem về huyện á, ra biển số rất là rẻ. Rất là rẻ luôn. Như anh coi thử mọi người có ai ra chưa, từ biển số Hồ Chí Minh ra biển số huyện chưa. Rất là rẻ, theo anh nhớ là thuế 1%. 1% là 500.000. Tiền biển số mấy chục ngàn nữa là 500 mấy chục ngàn hết. Rồi con này cũng vậy thôi. Con này nếu như mà anh em ở huyện với lại ở tỉnh á, thì nó rẻ. Còn mà anh em mua con này ở tại thành phố Hồ Chí Minh mà ra giấy thành phố Hồ Chí Minh là anh em phải chấp nhận tốn thêm 6 triệu rưỡi nữa. Tầm cả đó đó, từ 6 triệu rưỡi tới 7 triệu nữa để ra biển số. Còn ở huyện, ở tỉnh thì nó rất là rẻ, rẻ hơn. Đó, đó anh em nhìn đi, anh em ngắm đi. Tư vấn hết cho anh em rồi. Khát nước đó. Rồi anh em nhanh tay liên hệ cho mình nha. Và anh em muốn cập nhật xe á, thì in kết bạn Zalo với mình 0916640653.
lâu lâu mới có một con xe đẹp. Cái này là có những anh em kêu đăng Zalo rồi, nhưng mà Minh không, để đăng lên cho những anh em xem kênh để được mua những con xe đẹp như thế này. Rất là đẹp, nhất là con này luôn. Mình không nghĩ là nó một trường hợp rất là hiếm ha. Có nghĩa là anh có việc, anh phải công tác gấp ở Hà Nội, cho nên anh cần phải bán con này. Công tác ở Hà Nội hay là Thanh Hóa gì đó mình không rành, nhưng mà cái đó là chuyện riêng của chủ xe. Còn cái hiện tại quan trọng là bây giờ là mình người là người mua xe nè đó, thì mua xe là quên chứ là rồi. Cảm ơn anh em đã xem clip của Minh Biker, và chúc anh em một ngày vui vẻ, với lại chúc những anh em chưa có xe thì nhanh chóng sẽ sở hữu những con xe tuyệt đẹp. Và mấy anh em hãy nhớ like và subscribe cho tôi để tôi mau kiếm nút vàng, thì tôi có nút vàng thì tôi có thể bù thêm những món quà tặng cho anh em thật là đặc biệt luôn. Những anh em mua xe của tôi là sẽ có những món quà thật là đặc biệt. Những anh em mua xe của Minh là biết rồi đó, lúc nào cũng có một món quà tặng từ kênh YouTube Minh Biker hết. Rồi rồi, cuộc sống mà anh em, cuộc sống đâu biết trước điều gì đâu. Người thì mình đâu có xe đâu, mình bán xe dạo mà. Chứ thực chất là cuộc sống mà, mình đi sở hữu xe đạp thôi. Đây là chiếc xe của Minh Biker, mình sở hữu xe đạp. Rồi, khỏi hỏi nữa nha, khỏi hỏi Minh Biker đi xe gì nha.